Hello, hello, được anh phải chấm chào tất cả anh em thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cước câu với JPE rồi nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 thì một đơn hàng nha. Ship toàn quốc, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là đây. Đây, số điện thoại liên hệ nha. Đây, 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193 nha. Hoặc là số Zalo mà nếu có đầy á, anh em ép Zalo không được thì anh em ép Zalo số này giúp em nha, 0899202119 này. Đấy. Đấy, hai cái này anh em có thể liên hệ. Rồi, đầu tiên mã số 1 này, mã số 1 là dòng đây, dòng cước PE thì anh em biết rồi, dòng này là sự kết hợp giữa cước PE giáp dây là cực kỳ tốt luôn. Dòng này là dòng super này, đấy dòng dòng cước PE đây, dây này dây cước PE 7 màu nha. Dòng này thì đánh cực kỳ sướng luôn, anh em càng đánh càng thẳng và anh em đánh cực kỳ sướng. Dòng này em bán rất là nhiều nên anh em nhiều anh em chơi cũng cực kỳ đã luôn. Rồi dòng này là 4.0, độ dài là 150 mét, tức là một cụm, hai cụm, ba cụm, bốn cụm, bốn cụm tặng một cụm, là bốn cụm là dây liền với nhau nha, tặng thêm một cụm là năm cụm liền với nhau đấy. Còn anh em mua ví dụ như anh em mua 8 cụm là được tặng hai cụm, tức là giá là 400k cộng ship 30. Còn anh em mua 4 tặng 1 thì giá là 200k cộng ship. Rồi. 0.35 là tương đương với dây số 4, mã số 1 nha. Đấy, anh em có thể gõ cú pháp đồ cầu Nhật Bản.com nha. Là anh em tìm trong YouTube có. Rồi, mã số 1 này. Mã số 1 giá là 400k, còn anh em lấy 200k thì cứ báo em nha. Mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 cũng tiếp tục cũng là cước PE. Nhưng mà dòng này là 0.30 này. Dòng này là 0.30 là tương đương với 3.0. Độ dài là 100 m. Đấy, cụm 1 2 3 4, 4 cụm tặng 1 cụm, giá là 200k. Còn anh em mua 10 cụm là được tặng, mua 8 cụm là được tặng 2 cụm, tức là 10 cụm là liền với nhau, dây 1.000 m liền với nhau nha. Giá cũng chỉ có 400k. Rồi, mã số 2 nha. Mã số 2 này là cước PE, sự kết hợp chiếc PE dây cực kỳ bền bỉ luôn. Dây này là cực kỳ bền kỹ, cực kỳ trâu nha. Vậy anh em đánh thoải mái, sức tải con này là 20 lb là 9 kg nè. Rồi, mã số 2 này để cho anh em giá là mã số 2. Giá là 400k, còn anh em lấy 200k thì anh em báo em nha. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 thì coi 0.30, 0.35 thì đây cũng có 0.40. Đây 0.40 này là cước PE này. Sự kết hợp chiếc cước PE là tương đương với dây số 6 nha. Độ dài là 150 m, tức là 0.40 dây đây. Dây này dây 7 màu, anh em nhìn nó màu xanh nó cực kỳ đẹp nha. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng còn cực kỳ mới nên anh em yên tâm khỏi sợ nha. Rồi 1 2 3 4 5. Cho 4 cụm tặng 1 cụm, giá là bao nhiêu? 4 tặng 1. Giá chỉ có 200k, còn anh em mua 8 tặng 2 là 400k. Đấy. Anh em về đánh đi, đáng một tiền bát gạo. Dòng này là sự kết hợp giữa cước PE dây cực kỳ chắc luôn rồi. Dòng này là dòng super nè. 0.40. Rồi. Dây cực kỳ đẹp. Rồi 10 cụm này để cho anh em giá là 400k. Còn anh em lấy 4 tặng 1 thì 5 cụm thì báo em nha. 200k. Mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi có 0.30. Rồi tiếp tục là có 0.45. Đây 0.45 là loại đây cước PE này, 0.45 là tương đương với cước số 7 nha, độ dài là 150 m. Rồi, 1 2 3 4 4 cụm tặng 1 cụm, giá là 200k. Anh em thấy hay không? Hàng Nhật Bản cũng một mẫu cước nhưng mà nó rất là nhiều nhiều mẫu màu cước nha. Đấy, nó rất là độc vậy. Bình thường mình mua hàng Việt Nam là nó thường một màu nhưng mà Nhật Bản là nó cũng 7 màu nhưng mà 7 màu kiểu khác. Đấy, 1 2 3 4 4 cụm tặng 1 cụm, giá là 200k. Còn anh em mua 8 cụm tặng 2 cụm là giá là 400k nha. Rồi, cước PE, sự kết hợp với cước PE 0.45 là size 7.0 nha. Mã số 4, giá là 400k, 10 cụm. Rồi, mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là loại cũng cước PE đó, nhưng mà dòng này thì dòng cước lớn này, dành cho anh em về cẩu tra, ha tấm đen, anh em đánh biển này. Loại này là cước PE nha, loại này là số 12, là tương đương 0.60 này. Cước 12 là tương đương với 60 nha, đây dây đây. Dây cước này anh em nhìn, dây cước còn mới tinh nha, chưa qua sử dụng. Nó là cước PE-X8, nó là sự kết hợp giữa cước PE giúp dây là cực kỳ khỏe, chuyên về cho anh em đánh biển. Giống nó là dòng super này đấy, 10 cụm nha. 10 cụm này là 1.000 m, để anh em giá cũng chỉ có 400k. Mã số 5 nha,
0.60 số 12. Câu tra là vừa, anh em câu tra là kèo 0.6 tiếp tục. Rồi. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là em có cước PE này, loại này thì 0.55, 0.55 là tương đương với cước số 10 này, là độ dài là 100 m trên một cuộn nha. 100 m trên một cuộn nha. Cước PE nha. Cái này bắt nét miết rồi nè. Rồi. Cước kìa, còn rất mới, hàng chưa qua sử dụng nha. Rồi. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn. Cái này nó còn lẻ 1 2 3 4 5 6 7 cuộn nha. Cái này lẻ 7 cuộn này. Để anh em giá là 7 cuộn. Rồi để anh em giá 7 cuộn này, để anh em giá 300k nha. Còn em có loại 10 cuộn nữa, 10 cuộn là 400k. Hoặc anh em lấy 5 cuộn, 4 cuộn tặng một cuộn, giá chỉ có 200k nha. Rồi. Cước PE, sự kết hợp giữa cước PE, loại này là dây số 10 0.55. Dây cực kỳ chắc khỏe, mã số 6. Giá là mã số 6 là 7 cuộn 300k. Còn anh em mua 5 cuộn hoặc là mua 10 cuộn đều được nha. Tiếp tục mã số 7. Rồi. Mã số 7 này em có một bịch lưỡi chino này. Đây, một bịch lưỡi chino này, lưỡi này thì đây. Lưỡi này thì bịch này nó lớn tới khoảng lưỡi này khoảng 600 đến 700 lưỡi á. Lưỡi này về anh em đánh cá lớn nha. Đánh cá lớn. Đây, em lấy lưỡi cho anh em coi. Lưỡi này là có ngạnh này. Đây, lưỡi này có ngạnh này. Lưỡi cực kỳ sắc bén nha. Lưỡi chino thì anh em biết rồi, mấy dòng này thì cực kỳ cao tiền. Rồi. 600 đến 700 lưỡi để anh em giá là nguyên đống đó, để anh em giá chỉ 400k thôi. 400k một bao đó nha. 400k một bao này. Rất là nhiều lưỡi luôn này. Thì anh em cầu cả mấy năm gì hết. Đó, anh em thấy cái size lưỡi chưa? Rồi mã số 7 nha. Mã 7 là lưỡi câu. Cho anh em nào thích thì em gửi cho người ít lưỡi về người đánh thử trải nghiệm lưỡi nhặt. Hai ô ly nha. Hai ô ly lớn. Mã số 7, tiếp tục là số 8. Rồi mã số 8 là sự PE, dây PE siêu bày nha. Đây. Mã số 8 là bên em có dây PE siêu bày này. Loại này là 0. Đây. Dây CB dây PE siêu bày này, loại này là 1.5 nha, loại này là lỗi 8. Đây dây là dây 1.5 này. Cái điện thoại này nó bắt nét như khỉ rồi. Rồi. Dây này là lỗi 8, loại này là 1.5 là tương đương 0.20, 0.20 là tương đương với cước số 2 á mọi người. Tương đương với cước dây số 2 á. Đây, đây là lỗi lỗi 8 nha, dòng này là dòng siêu bền chuyên cho mọi người đánh biển. Loại này sức tải là 20 lb, tất cả là 10 kg, nó tải đúng y 10 kg cá biển nha. Dòng này là dòng siêu bền cơ động của đá, còn anh em lưu relax thì thoải mái, khỏi phải lo luôn. Dây đây. Má nó bắt nát chưa cực. Đây, dây nó đây. Đấy. Bắt nát chưa khỉ đây. 300 mét nha, cụ này là 300 mét, giá là 300k, mã số 8. Tặng cho anh em thêm tặng anh em tha hai cái lưỡi này nha, đó là lưỡi câu lắp. Đây. Đấy, giá cũng chỉ 300k. Tặng anh em thêm hai bộ lưỡi này về anh em đánh chỉm hoặc anh em đánh gì anh em chế đánh nha, đánh trà, đánh đồ, đánh đâm đen đồ này. Đấy, anh mới đánh mấy cái là dòng sang hàng á. Rồi. Tặng anh em thêm một lưỡi câu cá lóc nữa. Rồi, mã số 8 giá cũng chỉ có 300k. Tiếp tục mã số 9. Rồi mã số 9 cũng tiếp tục là dòng lure, thì em có dòng bên em có dòng này nữa, dòng đây, loại này là 150 m, sức tải là 9 kg này, umizum lỗi 8 nha, lòng này cũng lỗi 8 này. Đấy, loại này thì hàng chưa qua sử dụng nha, hàng chưa qua sử dụng. Đây, dây nó đây, dây nó là dây màu xanh thế này, dây cực kỳ mịn màng luôn nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 350k, size là 1.5, độ dài là size là số 1, độ dài là 150 m nha. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Đấy. Sức tải 9 kg nha.
Rồi, cụ này để cho anh em giá là 350k, mã số 10. Vẫn tặng cho anh em hai bộ lưỡi nha, và một cái lưỡi ca đánh lóc. Vẫn tặng cho anh em hai bộ lưỡi này nha. Mã số 10 dây 1.0, độ dài là 150m. Mã số 10 tiếp tục mã số 11. Rồi 11 tiếp tục là dây siêu bền. Dây siêu bền mấy em loại này là có loại là 05.0 này. Đây. Có loại này là 5.0 là tương đương 0.37 nha. Sức tải là 50 lb, 50 lb, sức tải là 25 kg. Dây đây, dây này là dây siêu bền, dây siêu bền chuyên cho mọi người đánh biển, đánh tra, đánh nước ngọt gì đều được. Dòng này nó tải chuẩn lắm, sức tải là tải chuẩn là 25 kg cá biển nha. Còn anh em tải cá nha, cá nước ngọt thì khỏi phải lo, nó tải cỡ 30 kg bình thường đấy. Dòng này mã số 11 PE siêu bền màu đồng câu đá. Rồi tặng anh em hai bộ lưỡi 26 này nha, về anh em câu đánh cá lớn, cánh biển gì đây đấy. Lưỡi đây có hai cái ngành giữ này, nó có ngành giữ mồi này. Rồi mã số 11 giá cũng chỉ có 300k, độ dài là 300m, loại x8, dây siêu bền 0.37. tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là em cũng có PE đây. Dòng này là 1.5 này đấy, cũng chuyên về cho anh em lưu rê nha. Sức tải là 10 kg. Đây, dây này thì dây màu xanh luôn đây, dây cực kỳ mịn luôn. Rồi cục này cũng để cho anh em giá là 350k đấy, hàng chưa qua sử dụng nha. Dòng này của ILK này đấy, dòng PE cao cấp nha. Rồi mã số 10 giá là 350k. Tiếp tục mã số 11. Rồi 11 tiếp tục là em có PE, loại này là loại PE loại 1.5, loại 1.0, 1.5. Em có loại 2.5 nữa nè. 2.5 nè. Đây, loại này là 2.5 này. Omizum này, dòng này cũng hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Đây. Hàng chưa qua sử dụng luôn này. Rồi cục này cũng để cho anh em giá bao nhiêu? Cục này để cho anh em giá là 350k nha. Size là 2.5. Đấy. Size 2.5, sức tải 22 kg, 150m. Cây này dây là cực kỳ mịn màng nha, lõi 8 cực kỳ mịn màng. Rồi, cục này để cho anh em giá là 350k, mã số 11, 350. PE X8. Hàng chưa qua sử dụng. Mã số 11, tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 tiếp tục là em có cũng dòng đó nhưng mà size là 2.0. Đâu rồi? Đây, 2.0 nha. Đấy, dòng này cũng 2.0 nè. Nói chung là tất cả cước hai dây bên em là đã bán hàng, là chưa qua sử dụng hết nha. Hàng đã sử dụng là bên em không bán nha mọi người. Đấy. Rồi dây đây, dây này là dây đây, dòng này là dòng 7 màu này. Hàng Nhật nó hay lắm. Cũng một mẫu nhưng mà nó lại nhiều loại dây. Rồi loại này số 2 này, sức tải là 18 kg, độ dài là 150m, dây 7 màu này. Dây anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi, độ trâu bò của nó, dây cực kỳ mịn màng luôn nha. Do cái điện thoại nó cùi. Dây cực kỳ mịn màng luôn. Rồi cục này cũng để cho anh em giá là 350k. Vẫn tặng cho anh em hai bịch lưỡi nha. Anh em nào lái lưỡi lóc thì nói em tặng cho lưỡi lóc luôn nha. Rồi mã số 12. Dây 2.0, độ dài 150m, sức tải là 18 kg. Mã số 12, tiếp tục mã số 13. Tặng hai bộ lưỡi nha. Tặng hai bộ lưỡi này, và anh em nếu lấy lưỡi lóc thì nhớ báo em. Tiếp tục mã số 13. 13, 13 tiếp tục là dòng rồi, 13 tiếp tục là dòng PE siêu bền đó. Loại này là 6.0 này, loại này 6.0 là tương đương 0.40, sức tải là 30 kg. Câu này sức tải là 30 kg này, dây này là dây siêu bền chuyên về cho mọi người đánh biển nha. Dòng này là dòng kháng mặn đi chuyên đánh biển. Anh em về có thể đánh nước ngọt, đánh chép đồ, đánh chấm đen đồ bình thường không sợ gì hết. Rồi mã số 13. Dây này thì siêu trâu bò. Rồi cục này đi cho anh em giá cũng có 300k thôi. Mã số 13. Vẫn tặng cho anh em hai bộ lưỡi 26 nha. Tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 qua dây. Qua dây 14 thì rồi 14 em có cụm đây, cụm flow carbon này. Đấy, cụm flow carbon loại này là 5.0 này, sức tải là 16 kg, độ dài là 500m. Dòng này là cước flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha.
Đấy, dòng này là tàng hình dưới nước, anh em nào mà đánh băng dây bên em nhiều là biết rồi, anh em nhìn này, sợi dây mềm mịn và tuyệt đối không bao giờ bị xoắn luôn. Đấy, hàng chưa qua sử dụng nha. Dây này anh em mà về mà chuyển qua băng cước tím, băng cước tàng hình bên em là anh em mê luôn, đảm bảo anh em là chỉ chơi mình nó luôn. Rồi, dòng này là của thằng Fishing Line, dòng này là Classic. Rồi, cụ này để cho anh em giá là vỏ bên ngoài nó cũ nhưng bên trong nó còn cực kỳ mới, chưa qua sử dụng nha. Rồi, cụ này để cho anh em giá là 500k, dòng Fishing Line Classic 500m, size là 5.0 tương đương với lại 0.37 nha, 0.37, sức tải là 16 kg, dây flow carbon, mã số 14. Đấy, 14. Cụ này là 5.0 này, 5.0. Rồi thêm anh em một cụm là Lander nữa nè. Lander cụm này là 7.0 này. 7.0 độ dài là 100 m này, dòng flow carbon Lander này. Tiaga này của thằng Shimano này, dây là dây màu màu xám này. Rồi. Cụm này tặng thêm cụm này nha, giá cũng chỉ có 500k, mã số 10 giờ 14. Tiếp tục mã số 15. Rồi. 15 tiếp tục à. Đơn hàng bên này anh em nào mua cước thì em sẽ tặng cho anh em ba bịch lưỡi này nha, 1 2 này với lại bịch chỉ này này, về cho anh em đánh đánh trải nghiệm đánh chép nha. Mấy dòng này đánh rất là hay, như dòng này đánh chép cũng rất là hay, dòng này nói chung mấy dòng này đánh chép đồ hiệu quả lắm. Dòng này thì nó giữ chép theo nha, giữ rô phi nó giữ không nổi. Rồi tặng tặng theo dây nha, mã số 15 tiếp tục là 15 là rồi em có dòng gì đây. Rồi, loại này là loại 400 m này, loại này size 4.5 này, độ dài là 400 m này, dòng này là dòng XS nha. XS 201 này dòng. Đấy, cước này còn nguyên bao bọc này, hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Hàng chưa qua sử dụng. Đấy, loại này là 4.5. Đấy, con này tới 4.000 yên này. Rồi, cụm này là 400 m, thêm anh em cụm số 4 này, thêm anh em một cụm số 5 này. Một cụm số 5 độ dài là 250 m, là tương đương 0.37 này. Dây là dây màu đen này. Màu đen, màu xám, màu xanh này, màu xanh đen này. Rồi hai cụm này. Hai cụm số 4, số 5. Rồi, thêm một cụm số 7 nữa này của thằng Fishing Line nữa này. Fishing Line Fix này. Loại này là 200 m rồi, combo anh em 1 2 3 cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Ba cụm này để cho anh em giá là 250k, mã số 15, 250. Tiếp tục mã số 16. Rồi 16 tiếp tục là loại flow carbon, loại này là loại xe nhỏ này. Rồi, loại này là dòng flow carbon, loại này là 0.8 này. Loại này là 0.8, độ dài là sức tải là 5,1 kg, là tương đương 0.14, dòng flow carbon, dòng này là dòng cước tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không bao giờ bị xoắn nha. Tiếp tục xe anh em cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là 200k, dòng này dòng flow carbon tàng hình dưới nước và không bị xoắn này. Loại này là 0.8 này. Thêm anh em loại này là 1.2 này. Loại này là 1.2 của Fishing Line luôn này. Rồi hai cụm này để cho anh em giá là bao nhiêu? Hai cụm này để cho anh em giá là 400k, anh em nhìn này. Dòng flow carbon tàng hình dưới nước và chuyên không bị xoắn nha. Anh em về đánh chép, nếu mà đánh chép nước ngọt thì nó cực kỳ nhạy luôn, nó chuyên chép luôn nha. Nó dòng này thì nó cực kỳ nhạy, còn anh em đánh biển thoải mái luôn. Rồi mã số 16, cước flow carbon của thằng Fishing Line tàng hình dưới nước và tuyệt đối không bao giờ bị xoắn, hàng chưa qua sử dụng nha. Đủ 200 m cho một người, tức là 400 m. Mã số 16 giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 17. Rồi 17 tiếp tục là dòng cước New Swing Line này. New Swing Line loại này là 0.55, tức là độ dài là 150 m, dây là dây màu màu đỏ này. Rồi, thêm cục này là số 12 này. Số 12 cũng New Swing Line 90 m này, dây là dây màu xám này. Đấy, đem lấy mấy dây mà rồi, tiếp tục cục này là số 12 này, dây màu xám nữa này. Rồi ba cục này để cho anh em giá bao nhiêu? Ba cục này là 90. 90 m là 108, 108 với là 150 m nữa này. Đấy. Là 320 m, rồi để cho anh em giá là 200k trên ba cục này nha. 200k trên ba cụm này, mã số 17. Tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là dòng cước flow carbon, loại này là loại 2. Loại này là 8.0 này. Đây, loại này là 8.0, độ dài là 500 m, tương đương với 0.50, sức tải là 21 kg. Dòng này là dòng flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không bao giờ bị xoắn.
Nói chung là anh em nhìn cái dây số 8 nào mà nó mịn mà nó đã như thế nào, vút cực kỳ êm tay và dây không bao giờ bị sắn nha. Chiên về cho anh em làm thẻo, đánh trắm đen, đánh biển. Còn anh em có thể về làm trục luôn, làm trục đánh trực tiếp cũng được nha. Rồi cục này để cho anh em giá là 500k, 8.0, sức tải là 21 kg, độ dài là 500 m. Thêm anh em một cục lander, loại 8 chấm thì tặng thêm cho 6 chấm nha. Một cuộn lander này, một cuộn lander 6 chấm nha. Độ dài là 100 m, sức tải là 15 kg này. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 500k, tặng thêm cuộn flow carbon lander 6.0, sức tải là 18 kg nha. Mấy dòng tặng này anh em có thể chọn size nha. Bây giờ mình như có size số 4 tới số 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 8 á. Rồi mã số 18, giá là 500k. Tiếp tục mã số 19. Rồi tiếp tục mã số 19 này. Tiếp tục mã số 20 đi. Sẽ nhầm. Rồi tiếp tục mã số 20 này. 20 tiếp tục là em có dòng rồi. Rồi, mã số 20 là em có cước flow carbon này. Loại này là 2.0, sức tải là 8,5 kg, độ dài là một độ dài là 200 m này. Dòng flow carbon tàng hình dưới nước và không bị sắn này. Loại này là size 2.0 nha. Anh em nhìn sợi dây đã không? Sức tải con này là 8,5 kg, thì anh em đánh chép thoải mái nha. Anh em về đánh chép profi thoải mái. Dòng này thì anh em đánh dịch vụ khỏi phải lo luôn. Đánh bao cá luôn nha. Đấy, rồi anh em đánh biển nữa, dây mềm mịn mà không bị sắn. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 200k, mã số 20. Cuộn này đi cho anh em giá là 200k này. Và lâu carbon tàng hình dưới nước. Cuộn này bình thường là 400k nha. Mình sale bộ, sale anh em còn 200k, mã số 20. Tiếp tục mã số 21. Rồi 21 em có mấy bình lưỡi này. Rồi em có bình lưỡi mấy lưỡi đây. Bình lưỡi này lưỡi số 15 này, lưỡi này lưỡi Hàn Quốc xuất Nhật này. Đấy. Lưỡi 15 này. Đấy. 15. Lưỡi 15 này, đo size lưỡi cho mọi người này, một ô ly nha, một ô vỡ này. Rồi lưỡi 15, lưỡi này là hộp này là 100 lưỡi nha. À, hộp này 18, 80 lưỡi. Hộp có lưỡi số 14 nữa nè. 14 là size bao nhiêu ly? Gần một ô ly. Đấy, 14 này. Rồi, cùng hộp này là 90 lưỡi. Rồi. 15. 15 với 14 nha. Rồi 3 hộp 15, 1 hộp 14 giá là bao nhiêu? 3 hộp 15, 1 hộp 14, anh em có thể đổi size 2 hộp 15 hoặc 2 hộp 14 nha. Rồi 3 hộp là 4 hộp này để cho anh em giá là 200k, mã số 21. Tiếp tục mã số 22. Rồi. 22 tiếp tục là dòng flow carbon này. Em có loại này là loại flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không dầu sắn. Loại này là size 1.5, sức tải là 7,9 kg này. Dây là dây 1.5 này, dây này tàng hình màu trắng này. Cuộn này là 1.5, cuộn này là 3.0 này, cuộn này là 3.0, sức tải là 9,9 kg. Đấy, dây màu trắng này. Hai cuộn 1.5, 1.2, 3.0. Rồi. 1.2 nha, 1.2 flow carbon 7,9 kg này thôi. Ba size này đi, tiện số 5 vào. Size là 1.0, 1.2, 1.5. Rồi ba cục này để cho anh em giá bao nhiêu? Ba cục này để cho anh em giá là 300k. Dòng flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Mã số 22. Tiếp tục mã số 23. Rồi 23 tiếp tục là em có dây PE này. Em có cái dây PE loại này là dây cước chứ. Dây cước. Dây cước này là dây cước số này, loại này là độ dài là 0.28 nha. Loại này là tương đương dây số 3, độ dài là 100 m này. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 200k nha. Cuộn này để cho anh em giá là 200k. Size số 3. Độ dài là 100 m. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 200k này. 200k thêm anh em cũng loại này là 3.0 này. Cái này cũng của Shimano này. Đấy, Shimano này, dòng flow carbon độ dài 50 m nha. Cuộn này tặng cuộn này giá vẫn chỉ có 200k, mã số 23. Tiếp tục mã số 24. Rồi 24 tiếp tục là em có dòng Swift Fit này.
Dòng em có dòng xuất phíp loại này là sức tải 10 kg này, tương đương 0.35 này. Đấy, 0.35 là tương đương cước số 4 này, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 4 cục tặng 1 cục, giá chỉ có 200k. Còn anh em mua 10 cục giá chỉ có 400k nha. Đấy, mua 10, mua 8 là được tặng 2, mà mua 4 thì được tặng 1, dây liền với nhau. Tức là nguyên lốc này là 1.000 mét, để cho anh em giá là 400k, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. Rồi 25 tiếp tục là cước flow carbon. 25 tiếp tục là cước flow carbon nha, để em mở vào. Mắt cước chưa. Đây. Đây. Tiếp tục là cước flow carbon này, loại này là 5.0 này, sức tải là 16 kg, độ dài là 500 m, loại này là tương đương với 0.37 nha. Dây này là dây màu trắng, dây tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không dì bị sẵn, chuyên về cho anh em về làm trục đánh lóc hoặc là anh em về làm thẻo nha, làm thẻo đánh chép cụ. Đấy, dòng này thì cũng của thằng Fishing Line. Rồi cuộn này để cho anh em giá là bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 400k, độ dài là 500 m, sức tải là 16 kg, dây màu trắng. Thêm anh em một cuộn cũng 5. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon số 3.0 nữa nè. Thêm anh em một cuộn flow carbon 3.0 cũng dòng của nó mà dòng màu trắng. Đấy, mấy dòng này thì hàng chưa qua sử dụng nên là anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Đấy. Rồi cuộn này 400k tặng cuộn này 400, tặng thêm cuộn này 100 m nữa nè, da màu trắng luôn. Rồi. Mã số 25. Giá là 400k. Tiếp tục mã số 26. Rồi 26 tiếp tục là dòng flow carbon, dòng này thì dòng công nghệ cao. Dòng này là dòng công nghệ mới nè. Dòng này là dòng công nghệ mới, sức tải là độ dài là size là 2.5 này, sức tải là 9.3 kg, độ dài 500 m, đùng flow carbon, tàng hình dưới nước và cái dây không bao giờ bị sắn. Anh em nhìn sợi dây nha, đã không? Dòng này là dòng công nghệ mới, nó sẽ sử dụng hai màu này, nó xuống nước nó làm y như lá cây vậy, nó y rêu vậy. Đó, nhưng được cái là tàng hình và tuyệt đối không bao giờ bị sắn. Rồi cuộn này là độ dài 500 m, để cho anh em giá cuộn này là 500k. 500k thêm anh em một cuộn loại 2.0 nha, cũng dòng flow carbon đó. À, dòng flow carbon nhưng mà dòng này trắng, dòng này là dòng công nghệ mới ấy, 223 nha. Rồi hai cuộn này 400, cuộn này 500k, tặng thêm một cuộn này nữa, mã số 26. Tiếp tục mã số 27. Rồi 27 tiếp tục là rồi 27 tiếp tục là cước công nhạy này. Công nhạy loại này là 0.55, độ dài là 200 m này, sức tải là 29 kg này, dây là dây màu xám này, hàng chưa qua sử dụng nha. Loại này cũng 0.25 này, độ dài là 150 m. Rồi đấy, 300 350 m này, để cho anh em giá hai cụ này, để cho anh em giá là 200k. đấy, dòng là dòng cước công nhạy, dây là dây màu trắng, dây này là dây màu xám này. Đấy, hàng Nhật Bản nó cực hay vậy á. Rồi mã số 27, giá 200k trên hai cụ. Tiếp tục mã số 28. Rồi 28 tiếp tục là cước flow phước carbon, dòng này là cước Shimano này, Patera này, một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp của thằng Shimano, làm từ của công ty Shimano này, sử dụng công nghệ này ốp UV này. Dòng này đây, nó có ghi tiếng Việt này, là một trong loại dây đặc biệt đảm bảo sự vận hành tốt cho máy, cách đóng gói cải tiến giữ cho loại dây ở luôn trạng thái điều kiện tốt nhất. Đấy, dòng này là xuất thị trường đây. Đây, nó có ghi tiếng Việt này, thấy chưa? Đấy, dòng này thì cũng cực kỳ có gấp. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 300k nha. 0.22 là tương đương với size 2.5, thích hợp về cho anh em câu lóc. Rồi, nếu mà anh em câu lóc thì em sẽ tặng cho anh em hai bộ lưỡi này nha. Hai bộ lưỡi này này, hai bộ lưỡi như thế này và bộ lưỡi câu lóc nha. Nếu anh em còn anh em không câu lóc thì anh em không lấy cũng được. Còn anh em lấy thì nhớ báo em nha, em tặng cho. Rồi mã số 28 giá 300k. Tiếp tục mã số 29. Rồi 29 cũng vậy, nhưng mà loại này là nó 0.25, độ dài 250 m, sức tải là 6 kg này. Đấy, dòng này thì ngoại hình là có bị sơ xước nhưng mà chưa bóc siêu này, còn nguyên siêu nha. Rồi loại này là tương đương với 0.25 12 lb, sử dụng công nghệ UV này. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 300k, mã số 29, 300k nha. Cước Shimano dây màu trắng này, cước carbon. Rồi tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là cước flow carbon này. Em có loại này là 4.5 này. Loại này là 4.5 này, sức tải là 14 kg này, là tương đương 0.35 này, dòng flow carbon này. Dòng này là dòng tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha.
Đây cái này nó bị bung ra nên em cúng lại thôi. Bung ra em cúng lại chứ không phải là đã sử dụng, nhà hàng chưa qua sử dụng luôn. Đấy anh em nhìn sợi dây bên trong này. Đấy đủ i500 cho mọi người nha. Rồi loại này là 4.5. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 500k. 500k thêm cho anh em một cuộn là 3.5 luôn. 4.5 thêm anh em một cuộn flow carbon 3.5, cũng dòng này giống dòng tàng hình như nước và tuyệt đối không giờ bị sáng. Đấy, một dòng của nó luôn, của thằng Fishing Line. Rồi. 400 tặng cuộn này là 500. À, tặng cuộn này vẫn giá cũng vẫn là 400 nha, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. Rồi, 31 tiếp tục là dòng flow carbon. Tiếp tục là dòng flow carbon này, dòng này thì dòng 5.0 này. 5.0. Đây, dòng này là dòng 2.5 này. Dòng flow carbon này, dòng này là 2.5, nó bị bung ra này, em chưa cùng lại này đây. Dòng này là dòng flow carbon tàng hình như nước và dây tuyệt đối không bao giờ bị sáng. Rồi, cùng này sale anh em giá là bao nhiêu? Sale anh em giá cùng này là giá là 200k nha, cùng này là 400k này, sale anh em giá cùng này là 200k này. Rồi, mã số 31, dòng flow carbon, size là 2.5, sức tải là dòng này thì em đánh chép tự nhiên là em đánh lên cỡ được 4 kg rồi đó nha, 4 kg đến 5 Rồi, dòng flow carbon sức tải 9 kg, 0.26, cực kỳ nhạy chép luôn, chép giết đồ rô phi thì cực kỳ nhạy. Rồi, cuộn này đi, hàng chưa qua sử dụng nha, nó bị bung ra nên em cúng lại thôi. Rồi, mã số 31, giá 200k. Tiếp tục mã số 22, 32. Đây. 32 tiếp tục là dòng cước gì đây? Rồi dòng cước neo biển này. Dòng neo biển này, dòng này là siêu to bò nha. Dòng này sức tải là tới tới 60 mấy ký, dòng này là dòng 0.100 này, sức tải 60 mấy ký nha, chuyên về cho mọi người đánh biển. Đây dòng này anh em nhìn cái sợi dây cước này, nó như cái dây sẹo trâu vậy á. Như dây sẹo trâu vậy, 1 2 3 4 5. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cộng 9 cụm nha. Cộng 9 cụm xe anh em. Biển lúc này để cho anh em giá là 350k, 350k. Hàng dòng này dòng neo biển này, chuyên về cho anh em đến biển, dòng này là siêu trâu bò. Sức tải 60 mấy ký, mã số 32. Dây liền với nhau nha, dây liền với nhau là 900 mấy, mã số 32. Giá là 350k. Tiếp tục mã số 33. Rồi 33 tiếp tục là dòng đây. Dòng tim đây qua này, dòng tim đây qua loại này là 0.70, sức tải là 40 kg này, độ 80 mét trên một cụm này. Đó, 8530 này, 8530 tức là 300 mét nha. 5 cụm này 300 mét này, 1 2 bình thường là 1 2 3 4 4 tặng 1. 4 cụm tặng 1 cụm, giá là 300k. Tim đây qua, một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp. Dòng này thì xuất từ tiền châu Âu nha, mã số 33. Tim đây qua. 0.70 là tương đương với cước số 14. Tiếp tục mã số 34. Rồi. Rồi 34 tiếp tục là em có dòng cước con cá này. Dòng này thì cước số 12 là 0.60 tương đương 50 là B, là sức tải con này tối đa là 25 kg này, hàng này hàng nội địa Nhật này. Lấy dây đây, dây còn cực kỳ đẹp nha. Cái này 10 cuộn, 10 cuộn này để cho anh em giá là 400k. Tim dòng con cá Okamoto nha. Dòng này thì siêu trâu bò rồi. Dòng này thì đánh rất là ngon. Dòng này dòng Nhật đánh được cực kỳ đỉnh luôn. Rồi mã số 34. Hàng nội địa Nhật giá là 400k trên 1.000 mét. Số 12. Tiếp tục mã số 30 35. Rồi. 35 tiếp tục là tim đây qua đây. 35 tiếp tục là cước tim đây qua này.